Đây đây là hạt giống bắp nếp nô sữa nha, gói là 1 kg. Này là do công ty Lương Nông sản xuất. Ở dưới này là có tem bảo hộ độc quyền tên giống, tránh mua hàng giả. Giống được chọn lọc từ dòng ưu tú nhất của bắp nếp nô. Này là khối là 1 kg. Này là cái huy chương của Bộ Nông nghiệp cấp. Đây là mặt sau của nó. Đây là quy trình kỹ thuật. Ở dưới là có hạn sử dụng này nha. Đây là cái giống đạt thương hiệu bạn của nhà nông Việt Nam, thương hiệu được yêu thích. Đây là có 1 kg này. Nhớ ra là cái này là cái để tránh phải hàng giả thì có cái tem này. Cái giống này rất là thơm ngon mềm dẻo, tuy là cho 2 trái trên cây cao. Đây là hạt giống mình đổ từ cái bì 1 kg ra. Giống này rất là chắc và to này nha. Hạt giống mình to này chắc này là niệm mình rất khó. Đây là khi mua giống nên chọn lựa những hạt giống như thế này. Ngồi cái gối 1 kg thì cũng có gối nhỏ tầm khoảng 1 lạng đến 5 lạng tùy. Đây là gối giao cho khách nha. Đây này thì gối rất là cẩn thận nè. Trong đây thì có kem hướng dẫn sử dụng này. Đây cũng là một gói như khách. Cái gói này là 300 gram. Ở đây nè, mấy bạn nào không có trầm hết đấy thì nên mua gói nhỏ này. Đó, tùy khối lượng từ 100 gram tới 500 gram mình đều ship hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.